Tủi thân vô cùng khi muốn bộc lộ hết những nỗi niềm tâm tư sâu kín trong lòng cho một người nào đó nghe. Và biết người ta không giúp được gì, nhưng chỉ cần có cảm giác người nào đó có chút đồng cảm với nỗi buồn khổ của mình thôi là đã cảm thấy được an ủi lắm rồi. Nhưng không có người nào để tâm tới, không phải không muốn cố mở lòng ra chia sẻ mà là đã cố gắng tìm tới một người nào đó, kể cả mạng xã hội, nhưng người thì không muốn nghe, người thì do mình không muốn người ta bận tâm thương hại, người thì có vẻ nghe rất kỹ, nhưng khi mở miệng ra chia sẻ tiếp thì nhận ra rằng người ta không hiểu gì về mình cả. Không phải tất cả mọi người trong cuộc sống này muốn vô tâm với mình, mà có lẽ tâm của người ta không hướng về mình. Cảm giác đó rất buồn và rất bất lực.